Xin kính chào đại gia đình. Thì đại gia đình mình ơi, hôm nay mình sẽ quay trở lại với món bún nước lèo nha cả nhà. Đó, hôm nay thì bún nước lèo ở đây là có tôm nè, cá lóc nè, nấm rơm nè, sả nè, đây là ngải bún nè. Vừa rồi mình nhờ bà cô Oanh mình đi về Trà Vinh mua giùm mình nè. Đây là sả bằm nè, đó, đây là mắm ba hốc nè. Thì ngày hôm nay là Bảo bị bệnh rồi cả nhà ơi. Nghe cái giọng là cả nhà cũng biết rồi, y như con dịch. Nên là Bảo sẽ nhờ Ngân nấu giùm và Bảo sẽ chỉ cho Ngân cách nấu luôn nha cả nhà. Rồi thì bây giờ Bảo đã nhờ Ngân là bỏ lên đây hai cái bắt hai cái là nước. Dạ. Rồi bây giờ em cho anh hai muỗng dung cái đó, rồi bỏ vô đi, cứ bỏ vô đi. Đó, để mình luộc con mắm nha cả nhà. Cái này để nấu ra cái cốt cái của con mắm. Của mắm. Đúng rồi. Rồi đó, cứ bỏ vô luôn em. Đó, rồi bỏ vô. Nhiều quá không? Không không, được. Rồi. Rồi lên đây cứ để cho nó nấu, nó tan ra xong ra thiếu đủ gì đó mình sẽ cho thêm. Còn bên đây bây giờ là sẽ luộc cá, em bỏ cá vô luộc đi. Hai bỏ bị sốt, bị viêm họng cả nhà ơi. Tôm bỏ vô luộc luôn. Xong luộc luôn, chín thì mình vớt ra trước. Lấy nước ngọt. Luộc này để cho thơm thì anh bỏ sả vô. Đúng chứ. Rồi, bỏ sả vô luôn chứ. À, mình cứ luộc cho nó chín cá, chín tôm rồi ra nước xong là mình sẽ vớt ra, mình sẽ lọc lại. Cá này là được làm sạch sẽ hết rồi. Sạch sẽ hết rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ xin mời cả nhà tới công đoạn tiếp theo nha. Đây đại gia đình ơi, bây giờ nước sôi rồi. Nước bắt đầu sôi, cá bắt đầu chín, tôm bắt đầu ấy rồi, bảo cho cá tôm ra nè. Bắt đầu mình sẽ tiến hành chế biến. Chín tới nó không bị nát đó cả nhà. Rồi các bạn, sau khi bà Bảo đã nhờ Ngân gì đó sơ sang qua một cái nồi khác đó, lọc lại cái nước đó, thì bây giờ ở đây có cá lóc với lại sả nè, đông diễn này nè, cái phần cá lóc, thịt mà cá lóc thịt cá lóc phần đuôi đó, đúng rồi, nhiều bỏ xương vô luôn nè. Thì em lấy ra em giả luôn, trộn chung với sả cho nó thơm luôn cả nhà. Sả ớt cho nó thơm, hết vô luôn, em tráng luôn, tráng lấy cái nước em tráng vô luôn cho nó sạch sẽ luôn ha. Nó sạch sẽ luôn rồi. Ok rồi, bắt đầu em lấy đồ em nêm đi. Đó. Cái này không nêm muối nha, tí bột nêm với đường thôi vì cái nước nó mặn. Rồi đại gia đình ơi, bây giờ bắt đầu là Ngân sẽ cho cái nước mắm của nước mắm, mắm vô, bỏ vô cái lược cái cả nhà để cho nó khỏi dính cái cặn á, cặn nhiều lắm, cặn xương cá rồi. Nghe cái mùi mắm này nó ấy quá anh hả? Bắt đầu là mình sẽ đợi nó cứ sôi lại, xong bắt đầu vớt bỏ, rồi bắt đầu lược lại một cái nữa. Rồi bây giờ nêm vô đây nha các bạn. Hạt nêm anh hả? Xíu hạt nêm, rồi đủ rồi. Đường, một muỗng đường, một muỗng canh luôn. Rồi em bỏ cái muỗng sữa rau đó lại đi, bỏ cái muỗng nước đó. Rồi bắt đầu em trộn đều cho nó coi nó. Trời ơi, bệnh quá cả nhà ơi. Được rồi à? À, phải không? Rồi bây giờ em cho nấm rơm vô. Nấm rơm vô hả? Các nhà thấy không? Hai chồng này nấu ăn là hả? Ngân đứng gần anh Bảo là Ngân không tự tin đâu. Anh Bảo kêu gì là nằm lấy thôi. Bỏ vô thì em không biết nấu thì anh chỉ thôi chứ sao tự tin được. Món này sao em đâu biết nấu đâu mà. Thì phải hướng dẫn nha. Rồi thì nấm rơm, khi mà nấm rơm xong nè các nhà, bắt đầu mình sẽ cho ngải bún vô nha. Bên nay tìm được ngải bún mừng quá. Rồi cả nhà, bắt đầu bây giờ mình cho cái nước của ngải bún vô nha cả nhà. Đó, em cứ chế nhiều thật nhiều cho cái nước của cái ngải bún ra. À, vậy lấy nước nó ra thôi không? Lấy có nước ra không, lấy xác, xác đâu ăn được. Cái này mình bỏ vô cái túi lược giống như phở được cái trên hả? Thì được nhưng mà mình không có túi lược. Đó, cứ làm liên tục như vậy xong bắt đầu mình nêm lại có mùi thơm chưa? Ngon lành cành đào đó, bắt đầu mình sẽ dùng thôi, đơn giản không cả nhà. Rồi cả nhà, cho cả nhà coi nè. Đó, hấp dẫn ghê không? Rồi Ngân bỏ đồ vô đi. Em bỏ một hành cá vô trước nè. Ở nhà có thịt heo quay luôn nè cả nhà. Thịt heo ăn kèm cả nhà, ngon lành cành đào không? Đó. Rồi cả nhà, bắt đầu bây giờ mình múc nha. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Cả nhà mà đứng gần thơm lắm hả nha, cái mùi mắm á.
ăn cái này phải ăn rau, uống nước lèo là phải ăn rau cho nó ngon. Xin chào cả nhà ơi, hôm nay bỏ ra trở lại với hôm nay bệnh nhưng mà cũng cố gắng làm cái món uống nước lèo và sự trợ giúp của anh. Thì ngày hôm nay là Bảo sử dụng cái camera khác, chứ không phải là cái camera thường ngày mình đang làm. Camera là camera chụp hình mà có cái ống lens đó cả nhà, ở hay sắp đi du lịch đó, bữa giờ quên mất tiêu. Cái này xài cũng được nhưng mà cái điều cái chất lượng nó không bằng cái kia thôi, nhưng mà nó vẫn ok hơn là cái điện thoại rất nhiều. Rồi thì cái tô mà uống nước lèo ngày hôm nay của Bảo nấu xong rồi nè. Bây giờ Bảo cũng mời cả gia đình mình cũng thích uống bún nước lèo ngày hôm nay nha cả nhà. Ăn tiếng không mời rồi mời ba mẹ. Rồi mời ba mẹ ơi, xin mời cả nhà. Mời cả nhà hôm nay dùng chung bữa ăn của gia đình mình nha. Cái món nước bún nước lèo này là Bảo một lần Bảo chở mình đi Trà Vinh á. Trà Vinh chở gia đình đi Trà Vinh ghé vô ăn cái quán rất là đậm đà ngon lành luôn. Bây giờ thì hai vợ chồng Bảo bên đây nấu cái món bún nước lèo này cho ba mẹ thưởng thức lại. Nên là mình cũng thích cái món này lắm. Hôm nay coi Bảo nấu như thế nào nha. Ngon thì mình khen, mình dở là mình chê liền. Mà hôm nay là ăn đứng à, ăn đứng cái con, tại vì cái ông dâu nấu nè, khẩu vị của Bảo bây giờ hôm nay là cả nhà thấy nghe cái giọng như giọng dịch ra nước rồi. Mà cái này khẩu vị mà nó không được nấu hôm nay á là đúng cách, đúng cách luôn, tại vì có nó có cái củ gãi bún quá cả nhà. Ok, trước thì mình không có gãi bún, mình làm củ riềng đó, nó thành ra là cũng chưa có đạt 100% lắm, nhưng mà bữa nay là đúng luôn, ngon luôn. Lý à, ngon à, ngon lắm. Coi cây dĩa rau sống còn một cái hấp dẫn rồi nè. Hấp dẫn. À, ngon nè. Bà thích dĩa rau sống. Dĩa rau sống nè. Mình ăn mà thấy có cái dĩa rau sống này hấp dẫn rồi. Rau sống có rau bắn rồi đó cả nhà. Đúng rồi. Okay. Cũng bài bản luôn cả nhà. Anh ăn có mùi vị ăn nghe có lý lắm các bạn. Thơm ghê, nghe bố có thơm chưa? Thơm khác. Có ngại bún cho là cái mùi nó ra. Thơm khác ra luôn không ha? Ra luôn á. Ra liền cái vị của nước lèo. Nước lèo. Cái bỏ thì nó cũng không, nó cũng thơm nhưng mà lại không có đau rồi đó, tại vì mình không có đó. Đó thì sẵn dịp đây cũng cảm ơn cô anh đã tài trợ cái bên này ha, tài trợ mua giùm cái ngải bún, ngải bún này cá lóc này các bạn, này gọi là tài trợ linh hồn cho món ăn rồi đó, ngải bún. Tại vì cổ bữa trước cô có đi Trà Vinh nên bảo nói là cô đi Trà Vinh mua giùm con không được cái ngải bún ở đây không có, nhiều khi ở đây có nhưng mà mình không biết chỗ. Con tiền mua á, không có. Có rồi mà. Ủa, tao xíu rồi hả? Ngon. Mình mời cả nhà. Đơn giản cả nhà, cách nấu nước lèo rất là đơn giản luôn. Ha ha, ngon quá. Vừa ăn mà cay cay, mày để miếng ớt vô cay cay ngon lắm. Ăn này có hình thịt quay nữa. Trời ơi, thịt quay với da nó giòn giòn, ăn nó bài luôn. Đúng chóc luôn. Thì cũng nói chung với cả nhà là cái món này á thì do là cái cách Bảo biết, Bảo học hỏi thì Bảo nấu thôi, cho mà một cái ớt cho chứ thật chất là không phải 100% là chính gốc của người Phần Em ta nấu không? Đúng rồi. Cũng không biết là nó như thế nào nhưng mà cái cách Bảo nấu thì thấy là rất là đúng vị rồi đó, đúng rồi đó. Ví mà dụ, không biết là cái cách thì như thế nào thôi. Ví dụ như mình nếm vừa ăn thì mình thấy ngon. Yeah, ví dụ như mà các bạn mà đã chuyên môn về cái ăn cái món này thường xuyên đó, ví dụ như mà có thiếu gì thì các bạn nhắc nhở thêm. Ví dụ vậy các bạn cho thêm những cái hương vị gì, cái có ý kiến thêm. Từ bữa gã từ nước Bắc có một em chỉ một cái tan dài luôn á. Như đỏ luôn, một cái ăn cá luôn. Mà cái này như thế nào, cái gì là cái gì. Anh Bảo cảm ơn em lắm, nhưng không nhớ là cái tên gì. Mời cả nhà. Ăn thì nhớ đợt đi đi Bạc Liêu với ba đứa với Bạc Liêu á. Đi nguyên cái đường đi ngang Sóc Trăng, phải toàn quán nào cũng uống lèo không à. Đó đến Sóc Trăng hả? Sóc Trăng Cần Linh. Vì như dịch nó trao ở Cần Thơ. Đặc sản. Đi dọc quốc lộ hả? Quán uống này uống lèo bắt rồi. Ghé vô ăn quá không ngon. Bữa ghé ăn. Có làm video cho mọi người nhưng mà bữa mình ăn đúng không ngon, không ngon, ngon. Không ngon, mình không có bỏ là bữa mọi người cũng hơi trưa nên là đồ ăn cũng người ta cũng được hết rồi, thiếu cái này thiếu cái kia rồi đó.
đúng ra cái này cái trong nước dùng của nó vừa có móng mình nên đậm đà nữa, chứ mình không nên thêm bất cứ gì mà không. À, không sao. Chỉ cần muối, ấy quên, chỉ cần xíu bột nêm với đường là ra. Ừ, con mắm này đã mặn sẵn rồi đó nè. Mình cho muối vô nó hơi bột cái đường quá. Như là mắm này nó mặn hơn mắm cá linh mày nọc. Không có bột bỏ mắm được, không muối luôn. Có cho nữa cũng bột nêm chứ. Hoặc muỗng rưỡi đường. Mới nãy lúc mà anh bảo kêu con nêm thử là cái con mắm, cái nước mắm ra nè. Mình nêm mình thấy nó cũng đã đậm đà rồi. Nó có vị sẵn ở cả nhà, nên thêm xíu xíu. Chú ăn cho nửa muỗng nữa là ba ngon. Ngon quá. Vậy mình thấy là cùng ăn cũng ok rồi đó. Các bạn còn thiếu thốn gì nữa thì gia đình mình có biết thêm cái món gì thì chỉ dẫn thêm cho Bảo với Quang ăn nha. Ngồi giờ ăn được chứ người bằng thành bằng bằng. Ê, xe rượu á. Đầu bếp ở trong nhà từ từ giờ chuyển qua cho Ngân hết. Chuyển qua là công thức cho Ngân hết. Ngân qua bó, Ngân là bếp trưởng luôn. Bữa nay là hai vợ chồng hợp tác sản xuất. Còn mình á thì nói cả nhà nghe, khoảng 2-3 năm trở lại đây mình chậm chạp lắm, mình hay quên lắm. Nên làm cái gì cũng chậm chạp. Nên giờ mình nói thôi giờ Ngân con học từ từ đi để con biết làm, con biết cách làm để con làm cho gia đình ăn uống rồi để phụ giúp với anh Bảo. À, người mẹ trong gia đình là nấu ăn ngon, cái đó là cái quốc hồn quốc tí của đứa con. Tại vì cái cảm giác mà đứa con ăn được món ngon của mẹ nấu á, nhớ kỷ niệm nhớ nhớ nè. Nhưng mà mẹ thì từ từ cũng phải lùi vì sao. Đúng rồi, đúng rồi. Sắp hàng cho con đứng trước. Cái gì cũng vậy thôi, nó có một thời thôi. Đúng rồi. Ừ, có một thời thôi. Thấy à, mẹ nấu ăn làm hàng xóm cũng bên đều biết là mẹ nấu ngon. Mấy lần trước mấy món khác nè ha. Bò kho nè, bún bò, nấu nhà nấu xong rồi cũng có mời hàng xóm vậy. Cô chú mình ở nghỉ về, mà có chị Bãi về yên tâm. Chị Bãi nấu món gì cũng ngon. Mùa chú Út ở Mỹ cũng vậy, chú Năm cũng vậy. Mình không phải là mình là xã mình đâu các bạn, mà mình nấu đồ ăn rất là chuẩn. Cái hơn nữa là mình đi nó sạch sẽ, dồn cái mâm ăn lên là thấy nó sạch sẽ, mình rất là thích. Mình thấy cô mấy chú ở Mỹ vậy. Mẹ vừa dắt á, mấy cái con chú Thần á, đứa nào cũng ôi bác Bãi nấu ăn ngon quá mẹ ơi, bác Bãi nấu ăn ngon. Mẹ nấu cái này con mẹ cho mấy đứa nhỏ hết, tủ không ngon. Ý là con cũng biết tài của ăn của mẹ nữa. Do mẹ nên lý nội á, nấu bún bò gì á, mấy nhỏ cũng ăn ngon lắm rồi. Đúng rồi, cái món này bỏ nhiều rau vô là ăn thấy đã ghê luôn. Bún cái này là ngon mà ngon cái rau mà. Bỏ xong rồi đó nè. Mà bây giờ là ngủ, giờ này mình cũng khỏe á. Mình cũng khỏe để mình nắm tay nắm chân để mình làm. Đó, cả nhà cái miếng thịt thịt ngon. Sạch tô luôn rồi nè. Ok, bỏ xuống luôn cái miếng nước nha. Rồi mọi người tiếp tục với lại gia đình mình nha. Mày bỏ nhìn theo quay cho anh đã lắm nè. Nãy giờ còn ăn quá trời, theo quay cho thấy ngon. Hôm nay ăn thấy ngon. Thì sẽ quay 3 tỷ thì ngon. Do ở nhà mình á, mà mình để theo quay nó bự. Chứ còn ở quán thì đúng rồi, thịt theo một xíu rồi. Mà tính thêm á, bữa mình ăn với tính thêm các bạn. Nghe hả? Ừ. May là tính thêm tiền á. Nghe hả? Nó không có cái nắng bán kèm mà phải chung vậy hả? Tao mà bỏ đó. Bỏ đó gói lại cái bắt đầu cái rồi. Ai ăn lấy ra tính tiền mấy ngàn á. Như... mấy cục á. Hình như ở dưới đó bữa đó có cái gì đó, chả giòn không? Hay là gì cái gói nguyên cái gói đó đó. Còn quên rồi. Nó gói là nguyên gói mình mở ra nè. Bữa mình dưới Sóc Trăng thì cái quán ăn thì là còn cá lóc, mà hỏi số chưa có ăn cá nuôi hồng không, tức là hết hết cá lóc rồi á, còn một tô cá lóc, một tô cá nuôi hồng.
Heo quay của anh ăn á là mỗi người có một cái đầu. Cái đầu cá. Cái đầu mắt. Cái đầu cá lúc nào mắt. À ba, cái đầu cá này là mắt. Còn có cái bao tử cá đây mọi người. Thầy các bạn xem cái video này rồi các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho Quỳnh Chí Bảo nha, cũng như con gái mình là Bảo Ngọc nha mọi người. Mình thay mặt gia đình cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh của con trai của mình và con gái của mình. Thay mặt gia đình cảm ơn các bạn và mọi người rất nhiều. Bảo Ngọc mình nó cũng gần được 600 ngàn người đăng ký nè hả? Còn có gần mấy trăm nữa là đủ. Không biết mọi người sao chứ ở gia đình Ngân á, ví dụ như là làm YouTube, Ngọc làm YouTube cũng mấy năm rồi, hai tính là 2 năm rồi. Nhưng mà mỗi lần mà Ngọc mình lên lượt sụp, ví dụ như 400 này, cái 500 này, 600 này, tự nhiên mình cũng có cảm giác chờ đợi, hồi hộp đếm đếm vậy á. Xíu xíu cái mình coi nó lên được nhiều người ta, nhiều người ta. Ôi hò quá. Quá bệnh cả nhà. Tại gia đình đây là coi như là cái món cuốn nước lèo của Bảo với Ngân hợp tác nấu ngày hôm nay là xong rồi cả nhà. Ngon lắm cả nhà. Rất là ngon. Thế các bạn nào muốn cần những bước mà nấu đó thì có thể xem theo cái công thức này làm. Bảo đảm các bạn rất ngon. Rất là ok. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương gia đình mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người tiếp theo. Xin chào mọi người. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Đi về đi, đi về, về con chuối. Hai ba ba đi, hai ba ba, hai ba ba. Ôi, bay mình nọ, bay mình nọ, bay mình nọ nè. Mọi nè, gieo mọi nè, gieo mọi. Yeah.